Theo AMC, sau khi gạch tên Mbappe khỏi tour giải đấu hè, PSG vẫn muốn trừng phạt cầu thủ này thêm bằng những biện pháp mạnh như cấm tập, đay ải trên băng ghế dự bị. Hành động này của PSG khiến họ nhận phải cảnh cáo tới từ Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Pháp UNF. PSG hoàn toàn có nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá Pháp FFF xử phạt tài chính hoặc nặng hơn. Về phần mình, Mbappe cũng có thể kiện PSG ra tòa vì vi phạm luật lao động. Và nếu thắng kiện, cầu thủ này có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và ra đi ngay lập tức. Chưa dừng lại ở đó, tuyển thủ Pháp thậm chí có thể yêu cầu PSG bồi thường. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bật từ khóa Here We Go trong thương vụ chuyển nhượng Sabitzer từ Bayern Munich sang Dortmund. Marcel Sabitzer sẽ gia nhập Borussia Dortmund từ Bayern với mức phí 19 triệu euro, bao gồm các điều khoản phụ phí. Một thỏa thuận dài hạn sẽ được ký kết vào cuối tuần này nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch. Vài tuần trước, Man United đã từ chối mua đứt Anh và bây giờ Dortmund đã vào cuộc. Nửa cuối mùa giải trước, tiền vệ đội trưởng của tuyển Áo khoác áo Man United theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester không kích hoạt điều khoản mua đứt. Sabitzer hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho Dortmund nhằm thế chỗ cho Jordan Bellingham, người mới chuyển sang khoác áo Real Madrid. Mùa giải trước, Bruno Fernandes không ít lần hứng chịu những lời chỉ trích từ Gary Neville. Đỉnh điểm là đến từ sau thảm họa 0-7 của Man United trước Liverpool. Gary Neville hoài nghi năng lực của Bruno khi đeo tấm băng đội trưởng trên tay. Thậm chí huyền thoại của Man United còn gọi tiền vệ người Bồ Đào Nha là một nỗi ô nhục. Bruno không ngần ngại lên tiếng đáp trả. Anh ám chỉ việc Gary Neville hay nhiều chuyên gia khác cố tình nhận xét nhiều điều tồi tệ, không đúng sự thật với Man United để thu hút sự chú ý từ dư luận. Tới tận bây giờ, Bruno dường như vẫn chưa hết nguôi giận sau những chỉ trích từ Gary Neville. Theo thông tin mới nhất từ The Sun, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ từ chối tham gia mọi cuộc phỏng vấn của Sky Sports mùa giải tới nếu Gary Neville là người dẫn chương trình. Sport Bible vừa công bố bảng xếp hạng EPL trong 23 năm qua. Man United là đội nắm giữ kỷ lục số lần vô địch ngoại ngành với 13 danh hiệu. Tính riêng từ mùa giải 2000-2001, Quỷ Đỏ đã 7 lần bước lên bục cao nhất của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Vì vậy không ngạc nhiên khi nửa đỏ thành Manchester ghi nhiều điểm nhất trong 23 năm qua với con số khổng lồ 1.731 điểm. Đứng thứ hai là Chelsea với 1.656 điểm. Trong cùng thời điểm, The Blue đã giành được 5 chức vô địch ngoại ngành kể từ đầu thế kỷ 21 và đều dưới thời của vị chủ tịch hào phóng Roman Abramovich. Vị trí thứ ba thuộc về Arsenal, đội bóng đã giành được 2 chức vô địch ngoại ngành kể từ mùa 2000-2001. Pháo thủ đã giành được 1.607 điểm, nhiều hơn Liverpool và Tottenham, những đội lần lượt tích lũy được 1.566 và 1.352 điểm. Trong khi đó, Man City chỉ đứng ở vị trí thứ 6 dù giành được 7 chức vô địch ngoại ngành kể từ đầu thế kỷ 21 với 1.347 điểm. Theo Defensa Central, với việc thương vụ Moises Caicedo đã gặp rất nhiều khó khăn, Chelsea quyết định hướng mục tiêu sang Federico Valverde của Real Madrid. Cầu thủ người Uruguay đang chơi tuyệt hay tại sân Bernabeu, bởi vậy Los Blancos ưu tiên giữ ngôi sao của mình. Tuy nhiên, Chelsea đang hy vọng với một lời đề nghị béo bở và rất lớn sẽ giúp họ có được điều mình cần. Đội bóng thành London có thể chi ra con số 85 đến 90 triệu bảng, bao gồm cả phụ phí. Hợp đồng của Valverde có thời hạn đến năm 2027, điều khoản phá vỡ là 1 tỷ euro. Anh vừa tỏa sáng trong chiến thắng 3-2 của Real Madrid trước AC Milan. Cầu thủ này đã lập một cú đúp, bàn còn lại của Los Blancos được ghi do công của Vinicius Junior. Trên trang chủ, Man United trình làng áo đấu sân khách mùa giải tới do Adidas thiết kế. Bộ cánh mới này dựa trên cảm hứng từ những trang phục sân khách đầu tiên trong lịch sử của đội bóng. Xanh lá cây cổ điển là gam màu chủ đạo của bộ áo đấu sân khách của Man United vừa ra mắt. Ngoài ra, trang phục mới của Quỷ Đỏ còn nổi bật với những đường sọc đỏ sẫm trên nền các khối màu trắng. Thiết kế này nhằm tôn vinh kiến trúc gạch đỏ đặc trưng của thành phố Manchester. Cũng theo Man United, trang phục này được thiết kế dựa trên công nghệ HeatGear, giúp cho người mặc luôn cảm thấy thoải mái và rất mát mẻ. Đáng chú ý hơn, bộ cánh mới này được sản xuất 100% từ vật liệu tái chế. Man United sẽ có lần đầu tiên diện áo đấu mới tại trận gặp West Ham diễn ra tại California vào lúc 9:30 sáng ngày 26 tháng 7.